Tâm dễ không dễ vui, chánh niệm chúng sanh sẽ vượt qua biển, được biển khổ luân hồi. Tâm tinh tấn chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Ở đây sao không gộp lại tâm không dễ vui, chánh niệm tinh tấn để thoát khỏi bể khổ luân hồi, ngụ ý vượt qua và thoát khỏi có khác gì không thưa sư? Thì cái này khi mà sư xem chú giải đó, sư xem chú giải cái đoạn này thì thứ nhất á, là không phóng dật appamà, đó là vượt qua biển lớn. Ở đây đó là chỉ cho cái người tu tập phawana, tức là các cái pháp tăng thượng tâm, đạt được đến quả vị nhất lai, tức là vượt qua thai bào. Nghĩa là sao? Tức là vị này giỏi lắm là chỉ sanh ở cõi dục một lần nữa thôi. Thành ra là vị này được gọi là vượt qua biển lớn. Vượt qua biển lớn tức là cái biển sanh tử đó, cái biển sanh tử ở cõi dục. Còn cái tinh tấn mà vượt qua sầu khổ ở đây là chỉ cho vị thánh bất lai, tức là vị thánh Anaham á. Do vị này đã bỏ được dục ái và sân. Chính vì bỏ được dục ái và sân cho nên vị này không còn sầu khổ nữa, mà vị này vượt qua khỏi sầu khổ. Nghĩa là sao? Hai cái từ này đó, cái đoạn thứ nhất là dùng để chỉ cho vị thánh nhất lai, còn cái thứ hai, đoạn thứ hai là chỉ cho vị thánh bất lai nha, nó có khác nhau.